Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 22 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các anh chị và các bạn cái tựa đề của cái phần 22 là gì nhé. Bài thiên sư che vũ lão sư. Hôm trước chúng ta có gặp từ che vũ trong một cái video clip nào đó trước đây. Che vũ tức là hip hop. Bài thiên sư che vũ lão sư. Bài thiên là ban ngày, là giáo viên dạy hip hop, chế vũ, lão sư. Quản sang sư, sô chang cơ sổ. Quản sang sư, buổi tối là sô chang cơ sổ là ca sĩ. Sô chang cơ sổ là ca sĩ nói hát, tức là ca sĩ nhạc rap. Thì ở đây nó có một cái cụm từ đối lập là bài thiên với quản sang. Bài thiên là ban ngày, quản sang là buổi tối. Ví dụ ban ngày bạn làm gì, bài thiên đi cho sầm mơ. Đi cho sầm mơ cũng cho, ủa, tại công sư công tơ, quản sáng này cho sầm mơ, quản sáng của chia sẻ sĩ quay gì, buổi tối tôi đi học ngoại ngữ. Rồi, bây giờ chúng ta nghe thử một lần xem sao nha. Chiang Ao sư Trung Quốc Vũ Hàn rèn, ta yếu lẻng cơ công tơ. Bài thiên tờ sử hô, ta sư yí cơ chế vũ lão sư. Kể xèo phẩm yếu mến, sang chế vũ khơ. 晚上他是酒吧里的说唱歌手。1月23日，他写了一首歌，名字叫《武汉加油》。武汉人非常喜欢这个歌手。疫情的时候，他还去松外卖。跟他学街舞的小朋友们 都觉得他是一个英雄. Sau đây mình sẽ giải thích cho các anh chị và các bạn nội dung chi tiết. Vừa rồi các anh chị và các bạn có nghe được nhiều không ạ? Sau đây chúng ta xem chi tiết nha. Chiang Ao, Chiang là họ Giang. Họ Giang, Trường Giang rồi đó, dùng chữ Giang này. Rồi từ Ao là từ ảo gì đó. Áo, à, từ áo, âm Hán Việt á. Như vậy là Giang Áo là cái tên riêng, mọi người cũng đừng quan tâm lắm. Sư Trung của Vũ Hàn Rỉnh là người ở vùng Vũ Hán của Trung Quốc, cái nơi mà xảy ra dịch bệnh đầu tiên á, Vũ Hán phê diễn gọi là viêm phổi Vũ Hán đó. Chiang Ao sư Trung Quốc Vũ Hàn rèn, tha dỗ lẻng cơ cung cho. Anh ấy có hai công việc, dỗ lẻng cơ cung cho. Bài thiên tờ sử hô, vào thời gian ban ngày, bài thiên tờ sử hô, tha sư yí cơ chế vũ lão sư. Anh ấy là một giáo viên dạy hip hop. Bài thiên thời sử hô, ta sư yí cơ chế vũ lão sư. Kể xèo phẩm yếu mến, sang chế vũ khơ. Kể phẩm yếu mến, xèo phẩm yếu là những bạn nhỏ. Kể xèo phẩm yếu mến, rồi mới sang chế vũ khơ là lên lớp dạy hip hop cho các em nhỏ, có các bạn nhỏ. Kể xèo phẩm yếu mến, sang chế vũ khơ. Quản sang là buổi tối. Tha sư chiều ba lì tờ số chẳng cơ sổ. Chiều ba là mấy cái bar rượu, mấy cái quán bar. Nó gọi là chiều ba. Rồi. Quản sang, tha sư chiều ba lì tờ số chẳng cơ sổ. Buổi tối anh ấy là ca sĩ nhạc rap ở trong các cái quán bar và trong các cái bar rượu. 1月23日, ngày 23 tháng Giêng, 23 tháng 1. Tha xẻ lời y sầu cưa, anh ấy đã viết một bài hát. Anh xẻ lên là đã viết. Y sầu cưa là một bài hát, sầu là lượng từ, cưa là bài hát, một bài hát. Miễn chư treo tên gọi là Vũ Hán, gia dỗ Vũ Hán ơi hãy cố lên. Thì cái thời điểm 23 tháng Giêng này là đã xảy ra dịch Vũ Hán rồi, dịch viêm phổi Vũ Hán rồi. Vũ Hán rỉnh là người Vũ Hán, phê sẵn sĩ hoan trơ cơ. Trời sầu cưa, người Vũ Hán phê sẵn sĩ hoán là rất là thích trời sầu cưa là bài hát này. Di chuyển tờ sử hô, khi mà xảy ra dịch bệnh, di chuyển tức là cái tình hình dịch bệnh, nhưng mà bên đây mình có thể dịch thoáng là di chuyển tờ sử hô. Khi xảy ra dịch bệnh, tha hải chi sung vai mai, anh ấy còn đi sung vai mai tức là đưa hàng, đi giao hàng. Ví dụ như là mình đi vô trong một cái quán nào đó
thì quay mai tức là mình mua mình đem về chứ mình không có ăn tại đó. Bây giờ xung quay mai có nghĩa là khách đặt hàng, mình đi giao hàng cho họ là xung quay mai. Kênh tha sẽ xỉ, che vụ tơ sẽ phấn dụ mến các em nhỏ học hip hop với anh ấy. Kênh tha sẽ che vụ tơ sẽ phấn dụ mến, tôi trẻ tơ đều cảm thấy tha sư gì cơ duyên sủng anh ấy như là một anh hùng. Đều thấy anh ấy như một anh hùng, tức là có thể làm được nhiều việc, rồi sáng tác được nhạc, mà ngoài ra còn có thể đi bán hàng gì đó nữa, đi giao hàng. Kênh tha sẽ che ủ ta sẽ phấn dù mến, tôi trẻ tơ tha sư gì cơ duyên sủng. Sau đây mình sẽ đọc lại một lần nữa cho các anh chị nghe. Chiang ao sư trung của Vũ Hán rệnh, tha dỗ liàng cơ cung chô. Bài thiên tờ sử hô, tha sư ý cơ, che ủ lão sư. Kể sẻo phương dù mến sang che ủ khơ. Quản sang tha sư chiều ba lì tờ sô chăng cơ sổ. 1月28日, tha sẻ lời ý sổ cơ, mình chư gieo Vũ Hán, gia dỗ. Vũ Hán rệnh phải chẳng sử hoan, trơ sổ cơ. Y chính tờ sử hô, tha hải suy sung quái mai. Kênh tha sẽ che ủ tờ sẻo phương dù mến, tôi trẻ tờ tha sư ý cơ yên sủng. Và đến đây thì mình kết thúc phần 22 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Mọi người nhớ học thật kỹ nhé. Đầu tiên là học từ, sau đó là luyện nói, đọc cho thật là trôi chảy, nghe đi nghe lại nhiều lần. Và cuối cùng là tự kể lại, nếu kể lại thành công, trôi chảy. Như vậy là xem như là ổn. Và khi chúng ta gặp những người bản xứ mà sử dụng tiếng phổ thông Trung Quốc nói về những cái chủ đề gần gũi như thế này thì chúng ta có thể nói được. Chúc mọi người học thật vui.